cái thành quả của cái kéo cắt cành trên cao nhá. Thì Thiện Khả đây giới thiệu với các bác cái kéo cắt cành trên cao, nó có hai mẫu nha các bác nhá, một mẫu 4m và mẫu 5m. Tay tôi đang cầm đây là cái mẫu 4m nhá, mẫu 4m này. Thì cái kéo cắt cành này các bác đã dùng rồi hoặc là các bác mới nhận được hàng thì nó có một cái khâu khó khăn, đó là các bác gặp cái vấn đề là mình bóp tay cầm ở dưới, cái kéo này nó không hoạt động, kéo nó không hoạt động này. Thì tôi sẽ giới thiệu sơ về cái nguyên lý hoạt động của nó nhé, nguyên lý hoạt động của nó. Cái này là có hai khúc nha các bác nhé, hai khúc, một khúc trên một khúc dưới. Khúc trên này thì có cái sợi sắt bẹp này các bác này, đây này sắt bẹp này, sắt bẹp này nó sẽ liên kết với cái lưỡi trên. Khi mà mình sắt bẹt này mình kéo lên hoặc kéo xuống thì nó sẽ kéo cái lưỡi trên sập xuống hoặc mở ra. Còn cái lưỡi dưới này sẽ là cố định. Lưỡi dưới này là cố định vào mấy cái ống này nhá. Chất liệu thì là chất liệu bằng nhôm các bác nhá. Bằng nhôm khá là dày dặn chắc chắn đấy nhá. Thì bây giờ khi kéo hoạt động ấy thì là khi mình tay cầm mình bóp thì là nó kéo cái dây trên này này. Đấy, kéo dây trên này hoạt động lên xuống để kéo cái lưỡi đóng hoặc mở nhá, đóng hoặc mở. Thì bây giờ ở trên ấy là cái dây sắt vuông này, dây sắt bẹt bẹt này. Thế còn phía dưới. Đây, phía dưới. Các bạn đây. Phía dưới nhá. Phía dưới thì cái tay cầm này. Tay cầm này khi mình bóp vào, mình nhả ra, nó nhả ra lại là nó có lò xo ở trong này. Lò xo trong này nó đẩy nhá. Thế khi mình bóp cái tay cầm này, nó kéo một cái dây cáp này. Kéo cái dây cáp sắt tròn tròn này. Đấy, kéo dây cáp tròn. Thì bây giờ nó có hai nửa, nửa trên và nửa dưới. Đây tôi các bác xem này. Như này là tôi bóp ở dưới này, nhưng mà nửa trên là cái lưỡi kéo trên là chưa hoạt động. Chưa hoạt động nhá. Thì có nghĩa là cái dây sắt tròn ở dưới này, dây cáp tròn ở phía dưới này, nó chưa liên kết. Nó là cái khớp động nhá. Nó là khớp động. Nó chưa liên kết với lại cái dây ở trên này thì nó không kéo được cái lưỡi nhá, không kéo được lưỡi. Thì bây giờ khi mà các bác kéo ống trên lên khỏi ống dưới đấy, nó có một cái điểm lỗ này đấy, thế có một điểm lỗ này các bác này, các bác phải kéo làm sao điểm lỗ này nó trùng nhau, ống dưới nó cũng có lỗ luôn, nó trùng nhau này đấy, nó sập bên tạch một cái. Thì đây là cái nãy khóa này, cái nãy khóa này nó sập xuống nó cắm vào cái lỗ này này, cắm vào lỗ này. Và phía trong này ấy, nó có một cái củ, có một củ và có khóa có lẫy. Khi nó tì xuống ấy là nó giúp cho cái sắt trên bẹt này này, cái dây trên này này nó ngoằng vào cái củ phía dưới này, nó liên kết với nhau. Thì cái dây sắt trên này, dây sắt bẹt trên này này, nó sẽ liên kết với lại cái dây cáp ở phía dưới, liên kết dây cáp ở phía dưới này nhá. Thì khi đấy là tôi bóp ở phía dưới, lưỡi kéo sẽ hoạt động nhá. Đấy, lưỡi kéo hoạt động các bạn này. Tôi bóp vào này. Đấy, lúc này nó kéo hoạt động nhá. Thì cơ cấu hoạt động của nó như vậy. Cơ cấu hoạt động của nó là khi mình bóp cái dây cáp này, khi mình kéo dây cáp ấy là mình kéo lưỡi kéo xuống. Kéo lưỡi kéo xuống nhá. Kéo lưỡi kéo xuống này ấy, là giúp trong việc cắt cành, cắt đứt. Thế khi mình nhả ra ấy là cái dây cáp sẽ đẩy lên. Đẩy lên là giúp mở lưỡi kéo ra, mở lưỡi kéo ra. Thì để hoạt động được thì cái dây cáp ở phía dưới này. Các bác quan sát này. Hoạt động được ấy, cái dây cáp tròn ở phía dưới này, dây cáp tròn này này, dây này này, đó, dây này nhá, nó phải liên kết với cái dây bẹt ở phía trên, liên kết với dây bẹt ở phía trên thì mới hoạt động được. Thì hai cái này liên kết với nhau, liên kết với nhau. Các bác xem này, đây tôi bóp lưỡi này, tôi bóp lưỡi em quay cả thấy cả dưới, cả trên cả dưới. Đây, tôi bóp cái lưỡi là cái tay này dưới kia nó cũng hoạt động. Đấy, thì có nghĩa là hai dây này đang liên kết với nhau, nó liên kết được với nhau ấy, nó nhờ cái khóa ở trong này, cái hệ thống khóa ở trong này. Đấy, khi là cái này nó bấm xuống thì nó sẽ chốt lại. Còn bây giờ mà tôi mở khóa ra, tôi kéo sang vị trí khác này, thì bây giờ cái tay cầm ở phía dưới và cái lưỡi kéo phía trên này nó sẽ không liên kết với nhau nữa. Đây, lưỡi kéo này sẽ là tự do, này, cái tay dưới kia không đồng đậy này, thì là bây giờ cái dây này và dây cáp ở dưới kia nó sẽ không liên kết với nhau. Nó chỉ liên kết với nhau được khi ở cái chốt này này. Khi cái tai này nó cắm đúng vào chốt này. Đấy, cắm đúng vào chốt này.
Đấy. Các bác nghe đấy, tạch một cái này nó sập xuống. Và tóm lại là các bác cắt thì các bác phải để đúng cái lỗ này. Để đúng lỗ này, không kéo lên được, không kéo xuống được thì nó sẽ hoạt động được rất bình thường, hoạt động rất là tốt. Nha các bác nha. Đây này. Các bác nhìn thấy không? Nó có tí một cái nãy này. Đấy, có tí cái nãy này. Khi mà sập vào đây là nó tì cái đấy xuống. Đấy, nó tì đấy xuống để cho giúp hai cái đơn phần này liên kết với nhau nhá. À, các bác kéo đúng lỗ nhá, kéo đúng lỗ. Thì đối với cái kéo này thì các bác rút hết cỡ nó sẽ đạt 4 mét. Đây tôi sẽ cắt thử cho các bác xem luôn. Cắt thử đây. Lúc nãy anh em đã cắt rất là nhiều rồi. Xấu bao tử nhá, xấu bao tử. À. Các bác quan sát này. Tay cầm này là bằng chun thì giúp các bác có thể đuôn lên trên để giữ cho cái kéo nó vững, hoặc là thả xuống dưới. Và phía tay cầm dưới này nó có độ xoay. Có độ xoay này để cho nó xoay phù hợp với cái nước kéo ở phía trên. Nước kéo phía trên nó xoay nào cho phù hợp thì là sẽ đúng chiều của nước kéo ở trên nhá. Giờ đấy cắt thử các bác xem này. Đây, cắt thử các bác xem. À, tôi cắt cành này nhá. Đây, cắt cành này. Các bác đưa nước kéo vào cành nhá. Đưa nước kéo vào cành. Vào bắt đầu bóp. Đây tôi bóp này. Rồi đưa xuống. Đưa xuống rồi các bác nhả tay ra. Thì nó sẽ rơi xuống. Đấy, nhả ra, nhả sẽ rơi xuống nhá. Thì đối với cái kéo cắt cành này ấy, thì sẽ cắt được những cái cành na, hoặc là hái hoa quả. Cành na nó to chừng khoảng bằng đầu ngón tay út của mình. Đây này, ví dụ như này. Đấy, cái cành này nó to cả bằng đầu ngón tay út mình là vẫn cắt được nhá. Còn gặp những cành to hơn thì các bác sẽ lắp lưỡi cưa vào để các bác cưa cành. Thế còn hái cuống quả thì ok vô tư rồi nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mời các bác dùng món xấu bao tử chấm muối nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.